Chợ Trung Hòa được biết tới là nơi giao thương của người dân thôn 2, xã E Tiêu, huyện Chư Quynh. Thế nhưng nhiều năm nay đang trở thành tâm điểm của nỗi lo về ô nhiễm môi trường. Nước thải từ chợ đen ngòm, bốc mùi hôi thối, bao trùm khắp khu chợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và tiểu thương, đặc biệt là vào những ngày mưa. Nước ở dưới đó là nước thải ở trên này xuống này, hàng gà này, hàng cá này, rồi là các cái con bún này, rồi là thải từ trên này xuống dưới luôn. Nước thải chảy linh láng trên mặt đường, mùi hôi thối nồng nặc gây khó chịu cho người dân trong khu vực. Nhiều người dân trong khu vực cho biết họ thường xuyên bị các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa do tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm. Một mớ là lúc nào được, cái hâm nó cũng chảy ra cả, thối lắm. Được biết, Ban Quản lý chợ Trung Hòa đang tiến hành đào 3 hầm thoát nước ngay dưới khu vực hàng tươi sống của chợ. Nhưng theo quan sát cũng như phản ánh từ tiểu thương, chỉ một cơn mưa nhỏ lượng nước cũng đủ ngập cả 3 hầm. Họ nói là đào hầm rút, nhưng mà trời mưa là khoảng 2 phút, 3 phút là nó đầy. Người dân sống ở khu vực này đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hệ thống thoát nước cũ kỹ, xuống cấp, chưa được đầu tư nâng cấp, cộng với ý thức của một số tiểu thương về việc bảo vệ môi trường còn hạn chế, dẫn đến tình trạng ô nhiễm chưa được khắc phục.